Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Dũng. Ở video ngày hôm qua ấy, thì Dũng đang dẫn mọi người là tải video trên Facebook về bằng điện thoại smartphone nhá. Thì trong video ngày hôm nay thì Dũng đang dẫn mọi người là cách tải video ở trên Facebook về bằng máy tính. Thì là cái bước thực hiện ấy cũng rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái video mình muốn tải. Thì đây Dũng sẽ mở cái Facebook Watch này. Ở đây ví dụ là Dũng muốn tải một cái video bất kỳ ở trên này nhá. Đây, ví dụ là con bạn của em rất ngon này. Thì ví dụ mình muốn tải cái video này chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ vào cái dấu ba chấm này. Xong mọi người chọn là sao chép liên kết. Bước thứ hai ấy, là mọi người mở cái trang web giúp download này ra. Thì như ở cái video hôm qua ấy, Dũng đã giới thiệu. Đây là một cái công cụ tải video online. Thì ngoài cái việc ấy nó giúp mình là tải video ở trên Facebook ấy thì nó còn giúp mình là tải từ rất là nhiều nguồn khác nhau, hơn 40 nguồn cơ. Và ngoài ra nó giúp mình là tải cả về âm thanh nữa. Thì đầu tiên là mình lấy được cái địa chỉ liên kết rồi, thì bước thứ hai là mình sẽ dán cái địa chỉ liên kết vào đây. Mình dán vào đây, xong mình bước thứ ba là mình ấn nút tải về. Đây là như mọi người đã thấy ấy. Thì ở đây nó hiện ra là hai cái phần hỗ trợ tải này, một là SD này, hai là HD này. Thì cái lời khuyên của Dũng nhá là mọi người chọn cái phần là video HD, tại vì khi cái độ phân giải video mình HD ấy, thì nó rất là nét. Thì bây giờ mình chỉ vào cái phần HD này, mình tải về. Và góc bên trái này thì là nó đang thông báo là còn 30 giây nữa là tải xong này. Còn 10 giây này, 18 giây này. Thì cái thời gian tải này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái dung lượng của video mọi người nhé. Mọi người đợi một lát thì nó tải về, Dũng sẽ mở ra để xem cái chất lượng video như thế nào. Đây này, thì sau khi nó tải xong ấy thì mọi người chỉ vào cái phần mũi tên này. Mọi người chọn là hiển thị trong thư mục. Xong rồi mình sẽ mở cái video ấy ra. Tao có thể Đây là một người này, cái chất lượng video ấy nó rất là nét vì đây là độ phân giải HD mà. Ok, thì Dũng xin kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn thành công. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.